Thực ra là khi mà chị đến với Eyebrow and Beauty thì chị lại cảm thấy rất là tự tin khi mà chị đã làm cái cặp lông mày mới cách đây mới có mấy hôm, không hề đau một chút nào, và sau 3 hôm chị lại quay lại đây làm môi. Thành ra là những người mà cứ sợ đau ấy thì đừng bao giờ sợ đau. Đến với bọn em là cực kỳ hoàn toàn yên tâm. Trước đây là chị lúc nào cũng trăn trở là mình phải kẻ lông mày hay là mình phải tô son hay là mình phải làm bất cứ thứ gì trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ thì ra đường chị tiện lắm, chỉ bôi một tí chống nắng là chị đã có thể thoải mái ra đường rồi. Và cho chị nói thêm một điều nữa là bạn bè chị, rất nhiều người đến đây làm, tức là khi nhìn thấy chị làm thì họ cũng muốn là đến đây làm, và muốn làm cái lông mày hoặc cái môi son của chị.